Giữa nghi án sẽ quay trở lại showbiz, Rock Cơ Nguyện bất ngờ tuyên bố gây sốc. Khi các fan chưa kịp vui mừng vì sự trở lại của anh, thì mọi thứ đã có cái kết thật bất ngờ. Vào khoảng tháng 5 2018, hình ảnh của Rock Cơ Nguyện bỗng nhiên gầy nhom xuống sắc khi xuất hiện trên phố đã làm dư luận thắc mắc. Thậm chí có thêm cả đoạn clip anh nói những điều bâng quơ chẳng ai hiểu được. Khi ấy mọi người đang khá lo lắng vì không hiểu điều gì đang xảy ra với anh. Rock Cơ Nguyện tiều tụy đến khó hiểu, nam diễn viên đã cắt thành tóc 3 phân khi xuất hiện tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Rất nhiều luồng thông tin về tình trạng của anh, nhưng thời điểm đó Rock Cơ Nguyện bỗng dưng biến mất. Vài ngày qua người hâm mộ khá ngỡ ngàng khi thấy anh bắt đầu xuất hiện trở lại. Sau khoảng 2 tháng xảy ra sự việc, nam diễn viên đã mập mạp hơn, tóc cũng dài ra hẳn. Đặc biệt anh rất chăm chỉ tương tác với khán giả trên mạng xã hội. Hai ngày qua cả cộng đồng mạng và các nghệ sĩ Việt đang rất hào hứng với một tính năng mới của Instagram. Theo đó, mọi người có thể gửi các câu hỏi đến người mình thích và các sao Việt sẽ phản hồi tích cực nhanh chóng. Rock Cơ Nguyện cũng là một trong những ca sĩ nhận được rất nhiều câu hỏi từ khán giả ở nhiều chủ đề khác nhau. Cụ thể, nhiều tin nhắn đã gửi đến anh với mong muốn anh sẽ sớm hoạt động showbiz trở lại. Tuy nhiên, khi mọi người chưa kịp vui mừng, thì Rock Cơ Nguyện đã lên tiếng khá dứt khoát. Anh khẳng định never có chuyện mình sẽ quay lại showbiz tại Việt Nam. Phản hồi của anh đã gây sự chú ý của rất nhiều người hâm mộ. Không những thế, khi khán giả rất háo hức để được thấy sự xuất hiện của anh thì Rock Cơ Nguyện lại khẳng định Rocker của ngày xưa chết rồi em. Có lẽ những chuyện vừa xảy ra với nam diễn viên là một phốt lớn trong cuộc đời và cho đến hôm nay anh vẫn chưa thể nào quên đi mọi thứ. Top 5 sao nữ lầy lội bất chấp hình tượng nhất trong showbiz Việt. Mỹ Tâm, cái tên được điểm mặt đầu tiên không ai khác chính là chị đẹp quốc dân. Trong khi những năm gần đây lầy lội mới dần trở thành một xu hướng hút fan của lớp nghệ sĩ trẻ, thì họa mi tóc nâu đã nổi tiếng với cá tính tưng tửng từ hơn chục năm trước. Qua cách nói chuyện vô tư, tỉnh rượu hay điệu cười bá đạo đã trở thành thương hiệu cho đến hình tượng nhân vật khó đỡ trong các MV. Trên người áo quần lấp lánh gợi cảm, nhưng đầu đội mũ gấu của fan đưa cho. Cưỡi siêu xe cổ vũ đội bóng U23 Việt Nam. Quậy tưng bừng từ sân khấu cho đến hàng loạt MV như Vì Em Quá Yêu Anh, Nữ Hoàng Lầy Lội Thích Trà Sữa Và Bánh Tráng Trộn Trong Em Thì Không, và gần đây nhất là MV Tiếng Một Đắng, Hình Một Nẻo cho siêu hit Người Hãy Quên Em Đi. Hòa Minzy, danh sách những nhân vật lầy lội bất chấp hình tượng chắc chắn không thể thiếu Hòa Minzy. Ngoài khả năng nói chuyện lém lĩnh, nữ ca sĩ còn có rất nhiều khiếu thể hiện những biểu cảm gương mặt vô cùng phong phú, hài hước. Hòa Minzy từng khiến ban giám khảo và khán giả cười bò vì biểu cảm không thể lố hơn khi hóa thân thành danh ca Mỹ Linh. Không những thế, giọng ca sinh năm 1995 còn bày rất nhiều trò nghịch ngợm vui nhộn, giúp khuấy động không khí. Trong một lần đi du lịch Thái Lan, Hòa Minzy có dịp tham gia lễ hội té nước cổ truyền của đất nước này. Tất nhiên, cô không bỏ qua cơ hội để làm vài trò vui nhộn chiêu chọc mọi người, đồng thời mang lại tiếng cười cho các fan. Trong lúc mọi người đang lâm trận thì Hòa Minzy tranh thủ tạo dáng sang chảnh, rồi tự mình phá nát luôn hình tượng, mặc đồ ngủ livestream nhảy nhót cùng Đức Phúc. Dù đang mặc váy vẫn không ngại ngồi bệt xuống sàn để gần gũi hơn với các bạn sinh viên. Bích Phương rũ bỏ hình tượng sầu nữ hát ballad. Bích Phương hiện nguyên hình là một thánh lầy ngoài đời thật. Từ mạng xã hội cho đến MV được đầu tư kỹ lưỡng, một loạt biểu cảm khó đỡ của giọng ca quê Quảng Ninh được ra đời khiến không ít khán giả ngỡ ngàng. Cái chề môi trong MV Bao Giờ Lấy Chồng trở thành biểu cảm kinh điển của hội gái ế, một biểu cảm khác đáng yêu trong hậu trường MV Bùa Yêu. Thường than thở chuyện tăng cân nhưng thích fan tặng đồ ăn hơn hoa đẹp, làm giám khảo cũng không thể ngưng lầy. Miu Lê, nữ nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt, vốn nổi tiếng là người thẳng tính với những phát ngôn có phần bất cần, ngộ ngáo nhưng không kém phần tính hài hước lầy lội. Tự nhận mình là người thù dai, Miu Lê không ngần ngại khẩu chiến với các đàn anh trong những lần tham gia game show. Lần tham gia Giọng Ải Giọng Ai đã đấu chiến với Trường Giang đến mức Trấn Thành phải khiêng về chỗ. Đáp trả lời lời chê của nhạc sĩ Dương Cầm trong Sau Đại Chiến bằng câu rap ngộ ngáo "Em năm nay 18 nhưng em không thích chơi Dương Cầm, nhưng anh nào đọc rap em sẽ đổ cái rầm". Trong khi các nghệ sĩ khác luôn cẩn trọng và giữ hình tượng trong các buổi phỏng vấn, đặc biệt là livestream, thì Miu Lê lại có một biểu cảm khó đỡ như thế này. Phương Ly, sau thành công của ca khúc Mặt Trời Của Em, Phương Ly bắt đầu được chú ý nhiều hơn. Ngoài các sản phẩm âm nhạc chỉnh chu và phong cách ăn mặc cực chất, cô em gái của ca sĩ Phương Linh còn chiếm được cảm tình của các bạn trẻ nhờ tính cách siêu lầy mà vô cùng đáng yêu, không ngại làm mặt xấu trên mạng xã hội. Tuyên bố tỉnh rượu khi bị fan trêu, nhà không có bán rượu nhưng ai gặp chị cũng say hết.
vũ điệu dê xe của cô Ly, ăn mặc sành điệu chưa đủ còn phải biết cách tạo dáng bá đạo nữa. Nhờ có những khoảnh khắc lầy lội này mà các khán giả đã có những giây phút sảng khoái, nhưng cũng cảm thấy gần gũi hơn với các sao Việt. Vừa tuyên bố ly hôn thì chạm mặt nhau, Trương Quỳnh Anh và Tim tránh nhau như tránh tà. Nam ca sĩ Trương Quỳnh Anh vẫn sống chung nhà sau ly hôn, nhưng không còn thân mật như trước. Trương Quỳnh Anh mặc gợi cảm tham gia đêm nhạc MV Top Hit tại Long An. Từ khi thừa nhận đã ly hôn với Tim, cô thường xuất hiện lẻ bóng. Chồng cũ của nữ ca sĩ cũng được mời biểu diễn tại đêm nhạc này. Cả hai tạo dáng chụp ảnh riêng lẻ trong hậu trường. Mới đây, Tim gây chú ý khi xác nhận đã ly hôn, hiện chưa yêu ai. Anh cho biết mình và vợ cũ chia tay trong hòa bình, không tranh chấp về tài sản hay con cái. Người đại diện của Tim tiết lộ, dù không còn là vợ chồng, nhưng Tim và Trương Quỳnh Anh vẫn sống chung nhà để tiện chăm sóc con trai chung. Trương Quỳnh Anh vui vẻ chụp ảnh cùng ca sĩ Chu Bin trước khi lên sân khấu. Nữ ca sĩ rưng rưng thể hiện ca khúc Giấc mơ kẻ khờ, cô nhắn nhủ các cô gái nên mạnh mẽ đối mặt với thất bại trong tình yêu. Trương Quỳnh Anh tiết lộ sau MV Giấc mơ kẻ khờ, cô đang ấp ủ thực hiện một sản phẩm mới. Tim cùng vũ đoàn biểu diễn ca khúc Cả một đời người, tôi chỉ xin mượn một đoạn đường trong MV cùng tên ra mắt vài tháng trước. Bài hát kể về nỗi đau của một chàng trai khi tình yêu tan vỡ. Tim tiết lộ anh tự lên ý tưởng đạo diễn và diễn xuất trong MV này. Yến Trang mặc trang phục tour ru ngắn cũn hát Yêu như cách em từng. Nữ ca sĩ vui vẻ chụp ảnh cùng MC Anh Quân sau cánh gà. Dân mạng xôi bàn chứng Hà Hồ trục trặc với Kim Lý chỉ vì tròn một năm yêu mà chẳng kỷ niệm gì. Hồ Ngọc Hà khoe ảnh con trai cùng dòng trạng thái khiến người đọc nghĩ cô và Kim Lý đang có vấn đề về tình cảm. Ngày này năm trước, Hồ Ngọc Hà đang đi du lịch Mỹ cùng gia đình. Đó cũng là khi nữ hoàng thị phi bị đồn đoán đang hẹn hò với Kim Lý bởi cả hai check-in tại cùng một địa điểm. Ngày này năm ngoái, Kim Lý khoe ảnh tại Mỹ cùng thời gian và địa điểm với loạt ảnh Hồ Ngọc Hà chụp cùng Subel khiến người hâm mộ nghi ngờ về mối quan hệ của cả hai. Đúng dịp này năm nay, Hồ Ngọc Hà trở lại Mỹ, nhưng người hâm mộ không thấy sự có mặt của Kim Lý mà chỉ có con trai Subel đi cùng. Kèm theo ảnh chụp là dòng trạng thái nắng trong và xe lạnh, cảm giác nhẹ bẫng, dạo chơi đạp xe quanh biển ngắm chim bay và yêu thương nhau, chỉ cần thế thôi cậu nhỉ. Ngày này năm nay Hồ Ngọc Hà chỉ đăng ảnh với con trai, cô không nhắc gì đến kỷ niệm một năm trước với Kim Lý. Trên trang cá nhân, Kim Lý cũng không thường xuyên tương tác với bạn gái bằng những dòng bình luận ngọt ngào nữa. Dù trước đây anh là người đàn ông lãng mạn, luôn dành cho Hồ Ngọc Hà những lời yêu thương khi xa nhau. Chính những điều này đã khiến người hâm mộ nghi ngờ rằng giữa Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đang xảy ra trục trặc tình cảm. Gạo nếp ngạo tẻ ngày càng gây cứng, Lê Phương treo status lạ khiến fan hoang mang. Đăng bức ảnh ngồi một mình nhìn về xa xăm, Lê Phương tiết lộ tâm trạng của mình đang không được tốt khiến khán giả lo lắng. Khuya ngày 9 tháng 7, Lê Phương chia sẻ trên trang cá nhân bức ảnh nhìn về xa xăm với dòng chú thích đầy tâm trạng. Cô để lại câu nói ngắt quãng như muốn tâm sự điều gì đó, nhưng rồi lại chợt lưỡi, chúc khán giả ngủ ngon. Đi kèm bài viết, Lê Phương cũng gắn cảm xúc không được tốt khiến không ít cư dân mạng hoang mang. Dưới bài chia sẻ này, nhiều fan hâm mộ để lại bình luận động viên Lê Phương vượt qua chuyện buồn. Nhiều người hy vọng đây không phải là vấn đề gì to tát liên quan đến tình cảm vợ chồng của nữ diễn viên quê Trà Vinh. Chị sao vậy? Chị lại tâm trạng sao? Ai đó có thể mặc kệ chị, nhưng mọi người vẫn không thể nào mặc kệ chị được. Có lẽ không khí Đà Lạt đã khiến chị trở nên tâm trạng, nhưng thôi nào, hãy gạt bỏ tất cả chị nghe. Vui thôi chị nhé, một fan bình luận. Lê Phương chia sẻ bức ảnh ngồi một mình với tâm trạng khá tệ. Thời gian gần đây, Lê Phương được yêu thích với vai diễn nàng Hương trong Gạo nếp gạo tẻ. Trong phim, bà mẹ một con hóa thân vào vai người vợ cơ cực, chịu nhiều hy sinh cho gia đình, nhưng kết quả lại bị chồng phụ bạc. Mối quan hệ của Hương và mẹ đẻ Hồng Vân cũng khiến khán giả không ít lần rơi nước mắt. Sau nhiều sóng gió cuộc đời, Hương được xem là vai diễn đầu tiên của Lê Phương gây ấn tượng mạnh mẽ trên màn ảnh nhỏ. Nhiều người mừng thay cho cô khi lấy được người chồng tuyệt vời và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Vài giờ sau đó, nữ diễn viên đăng ảnh hạnh phúc bên chồng đập tan nghi vấn cơm không lành, canh không ngọt. Gia đình Lê Phương vừa có chuyến du lịch xa nhân dịp bé cà pháo nghỉ hè. Trái ngược với Hương trong Gạo nếp gạo tẻ, ngoài đời Lê Phương có cuộc sống hạnh phúc bên người chồng tuyệt vời. Không nhận ra Lê Âu Ngân Anh vì quá đẹp,
giờ thì quá xứng đáng làm hoa hậu, người đẹp chọn trang phục của nhà thiết kế Võ Việt Trung để thực hiện bộ ảnh ở Tokyo. Leo Ngân Anh có tạo hình ấn tượng khi làm mẫu ảnh cho bộ sưu tập bí mật Tokyo của nhà thiết kế Võ Việt Trung. Trang phục trong ảnh hầu hết được phát triển từ tà áo dài truyền thống. Nhà thiết kế đã kết hợp trang phục truyền thống của Việt Nam cùng áo kimono của Nhật Bản để mang đến kiểu dáng mới. Chất liệu chính được sử dụng trong bộ sưu tập là lãnh Mỹ A, lụa Hà Đông và lụa kimono. Theo nhà thiết kế, anh vẫn giữ nguyên những nét truyền thống và chấm thêm những nét hiện đại cho chiếc áo dài cách tân. Áo dài trong bí mật Tokyo được xây dựng trên những tông màu đỏ, trắng, đen. Dáng áo dài, phần xẻ tà được giữ nguyên và đan xen những chi tiết sub-layer, cut-out, xẻ tay. Bộ sưu tập còn giới thiệu một số mẫu trang phục phá cách và sexy, những phụ kiện mang đặc trưng văn hóa phương Đông được chọn lựa để tăng sức hút cho từng xuất hình. Ngân Anh nhận được nhiều lời khen ngợi của nhà thiết kế và ekip về cách thể hiện thần thái trong buổi chụp. Hiện tại, bên cạnh chương trình học thạc sĩ về quản lý sự kiện quốc tế, Ngân Anh cũng đang tích cực tham gia các khóa học hoàn thiện kỹ năng cùng chuyên gia đến từ Tổ chức Hoa hậu Thế giới Philippines.